dễ ăn lắm. Hello, hôm nay thắt bính rồi, thắt hai cái gì? Ủa? Chưa. Hơn bóng mà. Con biết đỏ không? Vô thử. Cái này bánh. Chào mừng quý anh chị cô chú và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Video mới nhất về gia đình bánh xèo, gia đình bánh xèo nhí nha các bạn. Hiện tại là đang tắt một bếp giữa. Đói bụng rồi, tới đây là thấy bánh xèo rồi, đói bụng rồi. Tới giờ ăn chưa? Thưởng thức bánh xèo mới được. Quay xong rồi thưởng thức bánh xèo. Ăn bánh xèo ăn là ghiền đó. Ừ. Bánh xèo miền Tây đâu gần ăn là ghiền đó. Bánh xèo miền Tây đâu gần ăn là ghiền đó. Hên quá, hôm qua video ông bà nội chảy lòng vừa hết ai dám chửi luôn à. Im hết luôn à. Với lại do một phần công sức của anh vô. Con gì ứng gì tôi đúng thấy thường cái con à. Đây là ông bà cô chú chị và các bạn yêu thương cái con, có thể là ghé mùa bánh xèo rồi rất rồi có cái cuộc sống nó đỡ vất vả hơn thì lo cái các con đầy đủ hơn rồi rất luôn rồi. Ủa bà nội đâu, bà nội rửa đâu hả? Rồi. Cần cái đó. Con gái là phụ liền. Này giờ mới có 7 giờ tối nghe quý vị. Hôm nay đông khách không? Hôm nay đổ phê không? Không phê hả? Nay chậm à? Đúng rồi, nay thứ hai nha mọi người. Con thích chạy xe đó không? Không. Không thích hả? Trời xe đó nó chạy vô. Mày nói rồi, con coi không? Ừ. Chán vô, chán thiệt chứ. Chơi hết vậy. Người ta đâu hả? Trời ơi, ô tô là chú Hà chú để ở nhà, chú đi xe cà tàng thôi. Chán ghê. Chán quá. Chơi hết chuyện này chứ gì khác. Ốn quay xe mai. Hôm qua là chơi cái điện thoại. À, bữa nay là chơi xe máy. Chơi xe máy xong chơi cái nón nữa. Chán ghê. Do là bạn em đi cái xe cà tàng con gái nhìn thấy. Chán ghê. Hôm qua hai con gái hỏi kêu sao các chú quay cái điện thoại sao nó khua cái điện thoại của con xem clip. Bé nói là đâu vậy, con nói là điện thoại của chú à. Đẹp ghê á, chuyện ghê đúng không? Anh bữa nay anh để ý không, các con có cái đầu tóc rất là đẹp không? Ừ. Hai trang trí quá trời. Ít ngày nữa bà ngoại về rồi lấy gì ai còn tóc. Đúng không? Hôm nay có bà ngoại đây cứ mình đẹp đi. Đúng rồi, che chiếc quay luôn. Che chứ bây giờ chia chiếc quay luôn. Chán ghê. Gì? Cái gì con bé này mấy tâm anh hay nói câu gì? Đúng, cuộc sống này đúng là bất công. Quá bất công. Cho tôi cuộc sống mới không có bất công. Cho tôi cuộc sống mới. Cô là mới bất công. Diễn viên chính nè. Các diễn viên chính các con. Các con dễ thương á. Ủa mà idol chưa tới luôn ạ? Idol đi Bali mới về đó. Đi
nước ngoài đó. Ghé chưa? Ngày nay đồ ghé không? Ghé chưa? Trời ơi, tôi trải qua bao nhiêu cực khổ mà tôi chưa bao giờ giàu à? Giàu cổ là định nghĩa nó rất là tương đấu. Trâm Anh là con gái ngoan lắm, các con gái của trai ngoan lắm, vui vui vẻ. Hả hả? Sao sao sao? Đó 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 đó. Bánh xèo này là bánh xèo chờ, nhưng mà hôm nay là không có chờ nha. Hôm nay là gọi là... Thấy bánh xèo ta cười lắm đúng không? Chán ghê chứ. Ôi anh Mai gửi xe đạp đi cho nha. Dạ xe đạp đón hầu. Đi xe đạp đậu mua nó bảo hiểm cho nó đầu cũng ngầu quá không? Dạ là chú có chiếc Capri, chú để ở nhà. Bao giờ chú đi họp không có vợ con đi chơi thì chú cứ lấy ra đi đi chiếc chiếc BMW đó quay quay đỏ đó là chú đi đi đường đi mà đi Lamborghini Ferrari xe được chơi hả chú hả xe được thiệt con đi không con đi con của chú không là thằng cuối tuần là bác có chở xuống quận 1 để tìm xe đó đi xe đó. Biết mà chú là dân chơi xơi mà. Chú là dân chơi xơi là chơi xơi thôi hả? Ừ, dân chơi xơi là chơi đồ chơi xơi á. Sau này lớn lên mong là cuộc sống sẽ tốt hơn con ha. Cố gắng ha, đúng không? Bây giờ mình Lamborghini biết Lamborghini không? Cái xe mà sắc 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 đất á. Thiệt, thiệt mà. Đó. À, giờ? Đúng, anh hiểu hết chứ. Anh biết là mua xe đồ chơi à, ai hỏi là có xe không, kêu dạ có xe. Mua xe có mùi mini, xe này xe nọ, rất là nhiều. Lâm bộ mini mua về cho con. Nhưng mà là xe đồ chơi. Xe đồ chơi. Sao sao con xe gì? Con là xe gì? Hiệu xe gì? Ferrari hả? Ferrari hả? BMW hả? Anh chạy chỗ hả anh vậy? Dạ, vô nhà luôn anh chị. Dạ, chạy vô nhà luôn, chạy chỗ là vô nhà luôn. Nay đầu tuần hơi chậm nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt là tối tối là có mấy ông hàng xóm với mấy chị hàng xóm là hay tới coi đổ bánh xèo. Đúng không? 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 sao có cái câu gì slogan nói ra là thành trend coi, nói một câu là thành trend luôn coi hả? Biết cái vụ gì? Cái là gì? Giá là giá là giá. Nó giỡn chưa có tra đâu, bực ghê đi. Dữ lắm. Đây mặc áo vàng ha, áo vàng always smile ha, always smile. Nhà bánh mì heo quay qua. Nhà bánh mì heo quay à? Ở đâu anh? Không, nhưng mà bánh mì heo quay ở đâu? À Lily hả? Ủa? Ủa? Hả? Trời ơi. Có không? Có. Không không. Lily hả? Lily heo quay đúng không? À rồi. Là biết, là bạn bạn có chú việc rồi. À vậy là đi ô tô đúng không? Hai người gái hai người trai đúng không? Là một chú Việt kiều đúng không? Good không? Biết chú là một chú biết chứ. Nhưng mà có cái cô mà chạy heo quay không? Có cô chạy heo quay á. Có cô chạy heo quay luôn hả? Ê ta. Cô heo quay đó cũng là idol đó. Idol đó. Idol chạy heo quay. Idol nổi tiếng lắm á. Giá có bên này rồi.
gì vậy? Nhưng mà idol hay quay qua anh idol bánh xèo ăn mấy cái? Vậy là ngày mai chú có tiêu đề chú xuống chú qua hay qua chiều mai rồi. Nhưng mà ý là con thấy cái cô mà hay quay đó dễ thương không, đẹp gái không, như hot girl luôn không? Đẹp lắm. Đẹp lắm. Con gái của cô đó là bạn con luôn á, mình cũng 12 tuổi luôn á. Dạ chú nhà luôn anh chị ha. Ồ, việc tậu được em Lily qua đây luôn hả? Giỏi dữ ta. Chắc là khách bên nước ngoài á. Khách vừa mua heo quay qua đây. Heo quay ăn bánh xèo. Nhưng mà hay cái cô bá heo quay đó qua có nói có tâm sự gì không? Hả? À, có nghệ sĩ nữa hả? Nghệ sĩ gì con? Nghệ sĩ Châu Linh. À, nghệ sĩ Châu Linh ghé thăm nữa hả? Mà gia đình Châu Linh. À, nghệ sĩ gia đình Châu Linh. Mà con thấy cô Châu Linh. À, không thấy cô Châu Linh à? Rồi gia đình à? Dạ, ông bà cô chú. Hả? Bà cô chú thương các con á, ghế ủng hộ. Rồi rồi. Có cụ, có bữa có cụ già gần 90 tuổi. Lo con cụ đi xe buýt thì đó rồi ghế ủng hộ các con á. Thương lắm, nhiều thương lắm. Hôm nay kiếm tặng đồ. Thì tinh quá nha. Rồi. Cái đồ. Thấy mấy đứa cháu chị tinh mình cũng chị tinh theo chứ cho nó trẻ trung chứ đúng không? Thương lắm các bạn, rất là nhìn các con đó, giống như con của mình thôi ở nhà. Ủa, buổi chiều là Lily nó đâu có chặt hay quay hả? À? Không, buổi chiều không chặt. À, bánh xèo kìa, cô chú bánh xèo à? Chú đi tập thể dục về đi ăn bánh xèo luôn. Bữa nào mình sáng tạo ra cái món gọi là bánh xèo heo quay. Mua heo quay để có chú xèo chú ăn. Được không? Dạ, topping cái gì cũng được đúng không? Hết cũng được, thích cũng được. Hết cũng được đúng không? Thịt vịt cũng được. Ôi không đủ rồi. Ông nội thêm cái nữa. Và chắc tối đêm hôm qua là con bé Hà thổi lỗ tai bà nội ở lại luôn. Ghê. Dạ, YouTube anh. Anh nói rằng phải không? Quận 12 à, tương ăn bánh xèo của các cháu không anh? Đó, rồi, cảm ơn anh nha. Có gì thì bánh xèo ghé ủng hộ các con nha anh. Địa chỉ là 21 Tân Bắc, phường Tân Khánh Hiệp, quận 12, nha quý bà, cô chú, chị và các bạn. Thời gian bán từ 13 giờ đến 22 giờ hàng ngày. À, giá bánh xèo thì 30k, số điện thoại đặt hàng là 0896804347, gần ngay chỗ quý chế C, công viên phần mềm của Trung. À. Dạ. Dạ đúng rồi, đường nó bắt anh. Cuộc sống Sài Gòn TV, cuộc sống văn hóa ẩm thực. Dạ. TV. Dạ. Con khỏi được tay bà nội đâu, bà ngoại đúng không? Bà ngoại bà ở lại không? Bữa hôm qua bà đòi về. Tôi khóc quá trời luôn hả? Nhìn là biết rồi. Thấy cái màu này là hôm qua là biết rồi. Nghì lắm. Rồi, cảm ơn anh.
đó, khóc dữ chưa không? Ôi trời ơi, bữa nay đúng là thiệt nổi thiệt đó chứ, bạn đồ gì nổi dữ vậy? Ủa, hai mẹ con xanh xanh ra đỏ đúng không? À, bữa nay hai mẹ con bạn đồ nổi quá trời không? Hôm qua Tiến vô làm cái bánh xèo, cô chú kêu là sao Tiến không vô làm luôn đi. À, bánh xèo cũng rồi. Ha, à rồi chết. Đi chơi từ sáng giờ đúng không? Đồ đồ dữ nha. Đúng rồi. Đi chơi từ sáng giờ. Rồi vô luôn, quẹo lửa, từ từ chờ xe ra. Kẹt xe luôn. Gọi là kẹt xe ở quán bánh xèo. Được được, ở ngoài đã có bà. Không ai mà trong cũng được mà con được. Ngồi ngoài cho. Hai mẹ con. Còn một nhiều không mấy? Một. Còn nhiêu đó hả? Hả? Còn nữa hả? Hôm nay bán chậm không? Qua ông nội bà nội lên trải lòng cho nên nhiều người cũng là hết vô làm rồi đó. Quay để cho cô chú anh chị xem giải trí đi làm mệt mỏi đó. Ồ, anh ghê nhớ vậy mệt mỏi đó. Là xem giải trí cũng như là thứ hai nữa là thèm muốn xèo là ra ủng hộ các con. Đúng là cái tình đúng không? Đó. Trời ơi. Thú y. Trời ơi. Thú y spa. Ủa? Có sơ ba cho thú y nữa hả? Dữ ta. Là sơ ba của thú cưng hả chị? Là vô đám là mình đưa thú cưng mình vô làm gì? Massage rồi hả? Hay ta. Có dịch vụ luôn. Đó. Quá trời luôn đó chứ. Anh thấy vô Aeon không? Aeon á. Trời ơi, nguyên một cái giải đó. Cắt lông rồi quá trời. Làm móng luôn. Gái hỏi là quay phim làm gì? À, hết chưa? Trời ơi, giới thiệu luôn kìa. Quận 12 hả? Quận 12 cho lên luôn. Không có địa chỉ, không có địa chỉ à. Địa chỉ. Số điện thoại là thôi. Chiều tối hôm nay quý ông bà cô chú anh chị các bạn. Chiều tối hôm nay quý ông bà cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Dạ. Ủa bánh xèo canh này có chưa? Chưa ra cái hả? Thơm lắm mọi người. Cái bánh xèo này kiền luôn. Kiền không? Kiền không? Kiền. Kiền lắm. Ăn bánh xèo tôi phúc kiền á. Chọc nước có vô ăn. Kết thúc video xong rồi vô từ. Thưởng thức ăn bánh xèo xong là tối về hỏi cơm nha. Ừ. Sao không buồn? Bữa mà ông có bán bánh xèo là ông biết bữa đó ăn gì luôn á. Ăn tại chỗ hả anh? Tại chỗ vô nhà luôn anh. Đây vô nhà luôn. Hả? Sở thích của chú là ăn phở với lại ăn bánh xèo. Bữa nào không có bánh xèo thì ăn phở. Thích ăn cơm lắm. Mấy cái anh? Ăn mấy cái anh? Ăn tại chỗ hay là? Ăn tại chỗ. Một cái là gì? Không. Mình quay ẩm thực không ạ? À. Chị có bán muốn ăn gì à, quay vào. Mình thấy cái tủ rau này rất là nhiều, có nghĩa là bên đây không bán chậm nha các bạn. Ở
bữa nay do bữa nay là cũng đầu tuần nữa, hôm qua là mới 8 giờ là hết bánh luôn rồi, quay đến cái cuối cùng luôn, thơm ngon đến cái cuối cùng. Không biết không, không biết sao chú với chú Long là chú ở ngoài này một cái nè, chú ngoài về trước đi. Có những lúc mình thấy là khi mình đậy nắp lại nó phồng đúng rồi, nó phồng lên á, giống như nó cóc dãy lên đó đó, nó phồng đó, nhưng mà cái này ít phồng hơn. Chú với chú Long á, hôm qua là càng quét cái thị trường là bánh xèo trên toàn thế giới luôn, nên là thiệt không hiểu luôn. Rồi tiếp action. Ngoài bà ngoại về tối nay thổi độ tay tiếp. Bữa nay chia đây luôn hả? Chia dây chắc chưa? Quyết tâm luôn hả? Quyết tâm về hả? Biết mà, nhìn màu này là biết rồi. Mình live stream luôn á mọi người. Thêm củi vào, thêm củi vào. Bữa nay là chắc là hơi trễ nha, bởi vì thấy là rau còn nhiều nha, để quay rau cho mọi người xem nè. Bánh xèo ở đây được mà rất nhiều cô chú anh chị ở nước ngoài yêu thích các bé này, yêu thích ông bà nội này, nghị lực của ông bà nội, nghị lực của các bé, sự hồn nhiên và nói chung là cái sự khéo léo của một các bé nhỏ nha mọi người. Giá bánh xèo thì rất là rẻ luôn, bình dân so với thị trường 30k một cái. Anh ở đây là mọi người được bao rau, bao bánh tráng rồi, nước mắm, nước chấm rất là đặc trưng và rất là ngon luôn. Vô luôn. Ba cái mang về hả? Mấy cái anh ăn tại chỗ hay là mang gì hả? Ở đây hả? Chạy lên bên trước. Ở đây là vô nhà luôn hả? Chạy vô nhà luôn anh. Hai đội khác nhau. Bà nội kia, bà nội bây giờ bước ra. Ủa? Ủa mình ăn ở đây hay gì? Cái gì? Cái mang về. Chưa cái bánh nha, có nhiều người chưa cái bánh đã đi về rồi nha. Cam TV á. Mới tầm cái gì đó. Cái. Ủa, tao để con coi thử. Ông người bác hả? Phải không? Dạ.
bởi vậy nếu mà nói không cho quay thì không máy hạ quay thì mình có gì không phải cho nó chính chắn đúng không? Đừng có đi dầu cuối động cái gì cái quay nữa Stam TV. Nói chung là mấy anh em quay bánh xèo thôi, bình đụng thôi. Kinh thì hòn giống
rồi đi đưa nhà hội nhà rồi. Ông nội là chia sẻ rất là nhiều chuyện chứ không phải là một chuyện của mấy đứa nhỏ này không. Có nhiều người xăm xôi quá ha. Tại sao mà mình cứ nhạo rồi? Có cửa vô quê mình không để ha, con cha mình thờ vô quê. Dạ. Mà mình đi cuối mình còn ở đây mình đem đi theo để mình thờ. Còn mình là biết cái nội dung đi. Cha nó như mẹ nó sống như thế nào rồi. Đúng không? Chia sẻ một lần rồi, hôm nay em lại chia sẻ nữa. Không biết là sao nhưng mà để... em chỉ quay ẩm thực thôi, chủ yếu là đa số là chia sẻ muốn ăn ẩm thực cho ông bà cô chú anh chị và các bạn thôi. Là cũng mong là anh em quay quay được của mình thôi mà đừng có tái đi trở lại chết thương của mấy đứa nhỏ cha mẹ nó nữa. Dạ mình cũng thích là đem con cháu mình ra cái nhắc đi trở lại. Không phải là tổn thương từ đó mà cả tổn thương đó cả mình như vậy. Dạ. Cha thì nó là con của mình mà. Dạ. Họ thấy tại sao cái quán này mà đem bằng hộp, hay là con trai đem theo thờ là biết rồi. Dạ. Không phải là ở dưới không có chỗ thờ, không có chỗ người mà nhà, không có bố nó dẫn thân được vậy. Mà mình thích, thì con của mình chịu khổ mình đem nó ngay. Nó hẳn là không có ngã ngại trên đó chứ mình nghĩ nó giờ bình thường luôn. Anh thấy là tại sao phải nhập cái nằm ở dưới bàn thờ không? Dạ. Nằm cái đó thì nhìn lên đó thì nó thật sự nó nhập nó ha. Dạ. Nó cũng nhập nó không đó, tin gì đó không? Rồi rồi. Xem video này mọi người cũng hiểu tâm trạng của ông nội ha các bạn. Mấy anh em mà để vô cho mấy anh em không có quay từ đó, mấy anh em thì bị rút vô, rút vô cũng mệt. Hoặc là vì lúc mấy anh em chạm đi điện thoại được, có mấy anh em thấy cái bàn thờ liệu làm gì đó mà tới đó mấy anh em chịu, đúng không?
ở đây tôi nói anh quay thì tôi dẫn cho anh quay bình thường, nhưng mà anh đừng có đem mấy đứa nhỏ ra với lại gia đình tôi rằng để ra làm đề tài để mà làm cái kinh hoàng là tôi thích đó. Dạ. Nói thẳng còn cái mà anh muốn cái gì thì với tôi rồi. Ok, để mọi người xem video mình biết các bạn, có nhiều người không vô ý á, hơi sử thời gian bán thì là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày, giá bánh xèo từ 30k một cái. Đặc biệt là ông bà nội có bán buổi sáng mà mình có đặt hàng với gọi trước, chứ được gọi là 0986 804347. Dạ. Nè, mấy anh tin rồi, nó có vợ, tôi nói cho nó rõ ra là nó có vợ, có đứa con. Mà tôi đi đâu là nó nhảy lên xe tôi liền anh ơi. Nói chung ông xúc động các bạn. Dạ, chạy nước mát đó nha. Xúc động mọi người cho nên là thôi. Chạy nước mát.